chào mọi người. Thực sự là việc dưỡng da và chăm sóc cơ thể luôn sạch sẽ, thơm tho lúc nào cũng là vấn đề hàng đầu được các chị em quan tâm, đúng không ạ? Hôm nay thì mình có một bộ sản phẩm chăm sóc cơ thể của thương hiệu Naturium đến từ Tây Ban Nha. Bộ sản phẩm này chiết xuất chủ yếu từ trái cây, bao gồm sữa tắm này, dầu gội, dưỡng thể và xịt khoáng. Với bộ sản phẩm này thì làn da của các bạn lúc nào cũng sẽ được láng mịn, căng bóng và khỏe, và đặc biệt là lúc nào cũng tỏa ngát một mùi hương thơm ngọt ngào tươi mới của trái cây đặc trưng. Đầu tiên sẽ là sản phẩm sữa tắm nhé. Mình muốn giới thiệu với các bạn hai cái loại sữa tắm này. Đây là hai loại sữa tắm mà mình rất là kết gần đây. Đầu tiên là mùi ngọt ngào của trái xoài đỏ châu Úc, và thứ hai là mùi hương thanh mát của trái dưa rang. Tùy theo sở thích của các bạn mà các bạn có thể chọn cho mình những cái mùi hương phù hợp với bản thân nhất. Nhưng mà mình thì mình dùng song song hai sản phẩm này. Bởi vì sao? Bởi vì thực sự là cứ mỗi cái mùi hương này nó khiến cho mình cảm thấy rất là relax. Sau khi những cái buổi chụp hình này, buổi đi học về hay là quay phim rất là mệt mỏi, nó khiến cho mình cảm giác giống như là được ngâm trong một cái bồn tràn đầy trái cây vậy. Mình nghĩ rằng cái bước cleansing trong việc chăm sóc da là cái bước mà rất là quan trọng, và nó cũng là cái bước tiền đề trong việc các bạn chăm sóc làn da của mình. Thì rõ ràng là một làn da mà được làm sạch đúng cách và chuẩn thì mới có thể hấp thu được các dưỡng chất về sau. Và đây là hai cái sản phẩm mà mình rất là tin dùng trong cái bước cleansing của mình. Thật sự là trước khi sử dụng bất cứ một sản phẩm dưỡng da gì, mình đều phải tìm hiểu rất là kỹ về sản phẩm đó, cũng như là tìm hiểu thông qua người thân. Nhưng mà riêng bộ sản phẩm này thì lại là một điều trái ngược hoàn toàn các bạn ạ. Mình chưa hề tìm hiểu thông qua một ai, nhưng mà đã có một cái điều này khiến cho mình thực sự bị thuyết phục hoàn toàn. Đấy là các bạn nhìn vào list thành phần của sản phẩm. Đây thực sự là một list thành phần rất là sạch và rất là thân thiện với làn da. Sản phẩm được chiết xuất chủ yếu từ trái cây, thế nên là các thành phần chính của nó đa phần đều là những thành phần rất là dịu nhẹ bổ dưỡng cho da. Ví dụ như vitamin E này, axit trái cây và các dưỡng chất dịu nhẹ đến từng làn da nhạy cảm nhất.